cái dược này. Lên đi, cái tầng này đi. Dưới này thì cát thì nó phèn nhiều hơn. À. Này, này mình ghi giùm em cái hộp đó anh xem. Coi cái này. Cái này lúc ra đọt này anh có phun thuốc nào không anh? Đó. À. Mà chắc anh phun chắc không ít. Cái vườn kia ổng phun gì đâu mà xanh le luôn trời. Cái vườn bị vàng đầu chủ là đúng cái chỗ mình cần trình diễn đó anh xem. Dạ, vườn này, vườn này nè. Ở đây có nhiều ít, còn cái con vườn cái kia nó còn dữ hơn nữa. Vàng. Ông đi ngoài sau cái vườn lô đan của ông kìa. Vậy là cái bịch đó kêu ông gãi ở đây hả tợn. Bây giờ không ở đây pH thấp quá chắc phải gãy đây. Thì pH quá thấp. Mình làm cái mô hụ anh đi cái giường rồi chua lẹ luôn cái này cát cái này là có nay phân cũng có mà cát đa số cát nhuyễn nhuyễn nè tại đây bơm cát này nó không tốt dữ không thôi. Đất này nó xốp thì đó cát không mà xốp nhưng mà có hữu cơ chứ bộ đâu không có dạ đạo dưới còn vàng tươi à. Hụ phân quá trời luôn. Còn quá trời. Anh gái bịch đó dư sức rồi. Phan phan cái giờ cái để quay cái kia gốc vàng hậu trụ này. 300 cái nửa ký thì khoảng bao thôi, phân nửa. Gái được phân nửa đó cái đây. Nửa đó. Hỏi cái gốc hỏi mình đo là chỗ nào là đo lại. Hôm nay anh bón bao nhiêu ta? 100 bón đều lượng nhiêu á? Hôm nay lên 5 chứ à? Không, khi mà khi anh bón 3 giờ lên thì bắt đầu nó pH nó bắt đầu nó lên từ từ. Hổm bao nhiêu anh quên đã? Có chưa được 3 nữa. Không đâu vậy lỡ đâu trên xuống nè trên xuống mày ít dữ vậy hả không mà nhưng mà anh thấy nó biến động không hồi hổm là nó không nhảy luôn á thấy cái nó kiếm nhất đi đâu hàng 3, hàng 5 chờ em coi cái khúc này đất sâu dưới nó có đất cái pH của anh là bắt đầu nó đang biến động nè anh thấy nó nhảy lên rồi cái đợt trước là nó không nhảy nè. Ủa cái này như cái đậu đạm này này là đợt chưa này là loại nó tính tổng hợp nhiều thứ lắm nó là kim loại dẫn điện đó dùng đất phèn á thì cái chỉ số như vậy là cũng là chấp nhận được nói chung là nó từ khoảng 0.8 1.2 là ngon nói chung về chấp nhận được nè ha thấy nó biến động không khi mình bón lưng con chải vô là nó bắt đầu nó biến động hổm là anh em cho anh cái bịch cái lát phải không ta lên chạy, biến động lên nè. Nhưng mà cái đó thì lâu lên pH là quá trình lâu dài lắm. Nhưng mà quan trọng nhất là cái cây canh phát triển như thế nào á. Tại cái này anh bón phải tệ lắm cũng phải 5-6 lần. Cái pH này là thường thường nó mấy chấm là. Đối với cây thanh long á là tối thiểu á là phải trên là 5.5. Nhưng mà đối với nhiều đất Tân Phước này rất là khó. Anh bón khoảng 5-6 lần á là anh thấy thấy pH nó bắt đầu nó mới cải thiện lại.
lên từ từ. Cây nó đâm. Ủa, hôm nay biết chưa đã dừng lại biết được. Nó cao rồi. Dữ vậy? Không, tùy theo cây này. Chỗ này chắc anh muốn nhiều. Không, tùy theo khúc rồi. 500 à? Ừ, vậy cũng được. Ồ. Đo ngay chỗ thường giải phân á. Không, gì thiếu rồi. Chưa. Nhưng mà khi mà anh bón phân hóa học vô nghe, mà anh không kèm hữu cơ á là nó xuống nữa. Hóa học nó xuống hả? Phân hóa học mà khi mình bón qua phân hóa học á là anh lúc nào anh phải kèm hữu cơ để cho nó không có xuống. Tại phân hóa học nó chua. Giống như mà anh khi anh ăn cơm cái bắt đầu nó dơ, dơ là anh cái anh phải đầu anh đi rửa. Cái quan trọng là anh thấy mấy cái dây tỷ lệ bệnh rồi anh thấy nó phát sinh thêm nhiều không? Hay là nó... Tôi thấy đó, hôm nay thì sợ. Nói ngay thì nó cái mùa nó không có mưa thì nó ít cái bệnh. À. Nó có mưa là nó có bệnh. Cái này là bệnh... Đồng răng đó, nó bị lở ra đó. Nhưng mà bà bị gì nhiều không? Nói chung là mùa này đất ha. Có mùa mưa. Mưa à. Xuống là nó bị điều trời. Với mà nó mấy cái tược cái non được mới ra. À. Nghĩa là coi có hiệu quả không là anh coi tự mới ra. Ừ. Đó là anh kiếm thực lực. Tự mới ra đây anh thấy là khoảng nhiêu ngày đó? Thầy có 12, 13 ngày có rồi. Cái tược dày ha. Ừ. Là khi mình phun là cái tược nó nhỏ xíu à. Bây giờ nó dày ha. Ừ. Nè, tôi thu mấy kìa. Trời hổm nay. Hay đỡ nha. Hổm nay đốt đèn không có phun. Hổm nay cái mạ điều cái này phun nay mười mấy ngày. À. Nó bị ở dưới đây ha. Dưới đây nó là bấm trắng đúng là càng ngày càng lỗ, cái lỗ đó càng ngày càng bự. Còn ở trên đây là anh thấy nó chưa. Đó, đa số là nó bị ngay dưới đây. Ừ. Bị đa số bị ngay đó. À, nhưng mà khi nhưng mà nếu mà cái này nó không phát tán nữa là được ha. Cái còn, đó là cắt dục luôn. Dục luôn hả? Không bao giờ để được. Này cũng dục luôn ha. Ừ. Hai cái đó là cắt dục hết. Mai mốt lên giữ dần là cái lỗ lớn lắm. Dạ. Yeah. Như cái là cục hồi nãy đó, nó có chiếc vậy mà mút ra như cục hồi nãy cày quầy vậy đó. À. Mới xong đèn hả? À, mới rút qua, đang rút cá. Mai mốt á, anh nếu mà anh bón xong đèn á, là nên bón cái hàng lưng ngông chải trộn chung với xếp lưng á. Còn cái lá nó... Mấy đó không có đó. Ngon lắm. Ờ. Tại hai cái mẹ đó là dục. Ờ. Không có cái loại này nó không duy trì càng lớn nó cái tế bào nó càng lớn ra. Ờ. Nhưng mà anh thấy là cái tỷ lệ bệnh nó giảm mà có giảm không hay là nó cũng như y vậy? Chưa biết ha. Chưa biết. Ờ. Tại vì quan trọng cái thuốc mình phun là nó giảm được khoảng chừng em nghĩ khoảng chừng trên 50% là ổn á. Vậy tất cả các loại thuốc mạnh cái nào là mạnh là nếu mà nó bị rồi là phun không ấy, nó từ ra là dạ. nó đứng thôi. À. Chứ các loại thuốc này là thuốc mạnh cái nào mạnh chứ cái loại này trời coi như là không có thuốc trị đó. À. Nghĩa là quan trọng là mình trồng cây khỏe ha. Ừ, nó đứng cái bệnh lại đừng có phát sinh ra. À. Cái đam mà cực non nó đừng phát sinh ra nó thôi chứ cái này chưa thấy thuốc nào mà chụp cái đen nó hết luôn. À. Không có hạn chế thôi chứ không đây hết đâu.